Đây là mưa hả? Dạ. Cái mưa đã làm gì? Đây là em gái rất là dễ thương nha. Đó. Rồi. Ở đây giày cảm hương đó, giáo sư có mua cái gì thì mua đi. Ở đây đâu có bán đâu mà. Bẹt tiểu mai cái chứ. À. Kệ nó chứ. Giới thiệu đây là giáo sư. Về học trò của giáo sư. Mình là tài xế. À, đây cũng là trầm hương luôn này em. Ồ, đẹp quá. Cái đây cũng bán luôn này em. Hay là cái mình chỉ trưng bày? À, rồi rồi rồi. Còn em có bán không? Cái này cái gì em? Cái đó này, nằm tươi để cho thuốc lá, người ta để cái đó vào trong lọ thuốc luôn rồi đốt lên cái vậy. À. Thì nó sẽ giúp khử khuẩn thuốc lá. Rồi, quá đi bài. Rất là easy ạ. Đây là cái không gian trưng bày rồi nó đẹp thôi đúng không em? Chứ trong đây đâu có bán gì đâu đúng không? Dạ, hai con tủ là bán. À. Ồ, đây là cái khu đồ cổ này, Quảng Đức xưa này. À, để tham quan thêm chút nữa. Rất nhiều các cái bình cổ có niên đại rất là nhiều năm. Rất là đẹp. Đây là yến tổ anh. Chu cho cái vỏ. Chu cái vỏ. Ốc cuốn vào từ từ. Đi tiếp tục đi lần sau. Vĩ đại ốc không? Rồi chúng ta tiếp tục cái khu thứ hai này. Đây là một cái hồ nước. Cái cầu cảnh. Một cổ hồ. Ta đi tham quan được cái căn phòng 1. Đây là các du khách nha. Đây cũng cái gian hàng đồ cổ không ạ? Đây là đồ gốm. Đồ gốm ở các cái niên đại khác nhau nha. Rồi đây một cái bằng là tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập bộ sưu tập có dòng gốm Quảng Đức xưa có số lượng nhiều nhất Việt Nam đây. Đây là kỷ lục nha. Kỷ lục ạ. Tiếp tục theo này, có đồ gốm. Cổng chiêng nha, cổng chiêng Tây Nguyên này. Rất là đẹp.
khu vực Hello, chào con. Đây là khách du khách tới tham quan nha. Khu vực trung tâm này. Khi mà mình quay phim là mình đeo khẩu trang à. Giáo sư vô trong đây quay thử này. Đây là cái tượng người tạc bằng gỗ. Không biết là biết trên bài tạc gỗ nè. Đây là không gian phía bên trong quán Đức xưa này. Nói chung là tất cả các cái họa tiết thì đều là trong này thì không có gì, khu pha chế thôi, không có gì á. Rồi. Hết rồi, có nhiều đây chứ mấy đâu anh. Còn mình đi một vòng đi cho mình đấy. Đi một vòng đi, đây là cái giếng nước này. Cái giếng vẫn còn nước nha. Đây, giếng này vẫn còn nước này. Và điều uống được hay không thì không biết ạ. Đang xài à. Đây, các cái khuôn viên. Anh vô đây chưa? Anh vô cái đây. Có gì trong đó không? Tượng Phật. À, có tượng Phật. Trong đây có một cái tượng Phật này. Thôi vô lại Phật chút đi, chiều trung số đi. Đây, cái cây xanh này rất là lớn. Cây xoài. Cây xoài. Ồ, cây xoài. Để cho các bạn đây tại tọa lạc tại Tuy An nha, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngôi nhà cổ Ô Loan này. Nếu mà du khách tới đây thì chúng ta có một không gian nghỉ ngơi thư giãn được cũng khá thú vị. Đây là tượng Phật. Rồi, đây là Phật. Đây là Đức Phật. Cháu ơi, mua vé vô đây chỗ đứa mình đi cho nó hết đi chứ. Đó, thấy không? Những du khách rất là đẹp gái này. Đó. Đây là những hàng cây tham gia đoàn là có. Đây có cây, một số cây xanh đây cũng rất là đẹp này. Xanh rất là đẹp. Đây là ra chụp hình với cái xe này anh Dương. À, chụp hình xin người. Chụp hình xe. Chờ em quay cái đã. Đây nha. Nói chung là khuôn viên là cũng chỉ vậy thôi chứ không có gì. Nếu mà du khách có dịp thì chúng ta chở gia đình đến đây thì chúng ta cũng tham quan. Đây là có một cái xe chắc có lẽ từ cái thời xa lắm. Một cái này đang sơn nên nó rất là bụi. Đang sơn này. Đây quý khách cũng có thể là chúng ta trải nghiệm nha. Đây là cái khu vực triển lãm á, xe đó xe. Rồi đi cùng với đoàn chúng tôi có giáo sư Sử Học. Đấy, giáo sư đang coi thử các cái công trình đây. Đây là cái khu vực mà như là đã giới thiệu với tất cả các bạn rồi. Cảnh sân hồ đá. Dạ. À, đây chúng ta vào đây nha. Đây. Wow, đẹp quá. Đây. Vào đây thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái đồ gốm sứ. Có nhiều niên đại, có nhiều niên đại khác nhau rồi. Đặc biệt đây là cái tượng Quan Vũ này. Quan Vũ. Đó. Rồi. Gốm sứ thuộc nhiều niên đại nha, nhiều niên đại khác nhau. Đó.
Rồi đây thì có một cái gọi là cái gốc cây này đã được các nghệ nhân chế tác thành một cái tác phẩm nghệ thuật đây. Đây. Rồi nha. Rồi, nếu quý vị mà có điều kiện chúng ta sẽ ghé là thị trấn Chí Thành, Tuy An, khu vực Quảng Đức xưa. Nơi đây quý vị sẽ bỏ vé là 70.000 đồng một vé. Thì trong đây chúng ta có bao thêm một số cái đồ ăn nhẹ, ly cà phê nha. Thì chúng ta trải nghiệm một chút. Bye bye nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị hãy like, share, đăng ký kênh nha, để ủng hộ nha. Bye bye.